Ê Dũng này, tao mượn 3 wifi này. Đưa tao 3 lít. Đeo gì? Đưa mày làm gì? Bắt wifi. Thế tại sao đưa mày 3 lít? Thế không lấy 3 wifi à? Bắt wifi là cái gì? Đưa tao 3 lít. Tại sao đưa mày 3 lít? Bắt wifi. Bắt wifi là cái gì? Đưa tao 3 lít. Tại sao đưa mày 3 lít? Thế không lấy 3 wifi à? Bắt wifi là cái gì? Đưa tao 3 lít. Nani? Mạnh thật đấy. Ê Dũng này, tao mượn 3 wifi. Đéo. Đéo gì mà căng? Đéo cho thối. Thế có lấy 3 wifi không? Có. Đéo. Chả sống. Ê, 3 wifi là gì đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À nhầm, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nhưng mà đéo vào được. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. À nhầm, 1, 2, 4, 5, 6. Vậy đã bảo 1, 2, 4, 5, 6 không vào được. Không phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À nhầm, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tao vào lần nữa nhé. Tao vào đúng một lần nữa thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cũng không vào được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À nhầm, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mẹ cái thằng rẻ rách kéo trò thôi nhá. Bố đách cần. Ê Dũng ơi, cái gì? Tao sẽ bắt wifi. Bắt wifi à? Tí nữa nói. Tí nói nhá, tí nói. Tao đi ngủ tí nói nhá. A few moments later. Dũng ơi, cho tao bắt wifi cái. Tí nữa nói mà. Tí nữa nói nhá. Tí nữa nói. A few minutes later. Ê Dũng ơi, cho tao bắt wifi được chưa? Tí nữa nói. Lại tí nói. Tao lại đi ngủ tiếp này. 3 hours later. Ơ, đã đêm rồi. Dũng ơi, cho tao bắt wifi được chưa? Đã bảo tí nữa nói mà. Đéo gì bao nhiêu cái tí nữa rồi. Tí nữa nói làm gì mày phải gào lên đấy. Xin mẹ mày, mày có wifi là cái gì? Đã bảo tí nữa nói làm gì mày phải gào mồm lên nhá. Đấy, tao quay tay. Dũng ơi, tao xin bắt wifi đấy. Không cho bắt. Không cho bắt ạ. Bố mày rút kinh nghiệm lần trước. Mà khẩu là không cho bắt thì. Rồi. Không cho bắt. Nhưng mà không cho bát không vào được. Bố mày đã bảo là không cho bát mà. Tao đã bảo không cho bát không vào được mà. Bố mày không cho bát ý.